Ở ẩn trong một năm qua, Hải Tú vẫn được Sơn Tùng MTP thưởng Tết, cách đây không lâu, Sơn Tùng MTP đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ dàn nhân viên trong công ty riêng. Khi có mặt trong bữa tiệc này, tất cả nhân viên đều mặc áo dài và lộ rõ sự hân hoan, trong đó có Hải Tú. Trong lúc theo dõi đoạn video này, một số khán giả tinh mắt phát hiện một số hộp quà Tết được chuẩn bị chỉnh chu, đẹp mắt, hòa vào không khí cận Tết nguyên đáng nhiều người cho rằng Sơn Tùng MTP đã chuẩn bị sẵn quà Tết để thưởng cho nhân viên bao gồm cả nàng thơ. Tuy nhiên trong năm 2023 vừa qua, phía MTP Entertainment không hề thông báo bất kỳ hoạt động nào liên quan đến mảng diễn xuất lẫn các dự án nghệ thuật của Hải Tú. Hải Tú diện áo dài màu trắng, vui vẻ nhảy nhót và lộ rõ tâm trạng hạnh phúc bên cạnh mọi người ở trong công ty. Những hộp quà ngập tràn sắc đỏ xuất hiện trong bữa tiệc cuối năm của công ty quản lý Hải Tú. Hải Tú đã có một khoảng thời gian ngập tràn sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Sơn Tùng MTP năm 2020, Hải Tú đã được Sơn Tùng MTP giới thiệu là diễn viên độc quyền trực thuộc công ty do đích thân Nam ca sĩ quản lý.